xem mình cần em hát được không nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay ra các nhân vật của chủ đề. Đây ta sẽ ăn chủ đề này à, backpack. Con ăn cơm với các bạn ạ. Con epic đâu. Đã epic khó lắm. Các bạn ơi, lại là ăn cơm mừng đấy, để chưa ăn cơm mừng cũng được đấy. Nãy tưởng cô chỉ quên ra ăn cơm mừng thôi các bạn ạ. Đây cô như vậy kiếm rồi. Chú mình được epic rồi các bạn ơi. Coi ra mười nhưng mà trong mỗi chủ đề này mình được một con epic các bạn ạ. Và mình quay tiếp nha. Đó là chủ đề này đi.